Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ bảy mùng 7 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thua truyền thông lề dân, Thứ trưởng Việt Nam lên án mạng xã hội. Phát ngôn mới nhất của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam về việc Facebook và Google bào mòn doanh thu, nguồn lực báo chí Việt Nam đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và ngay sau đó đã mở ra nhiều tranh luận khác nhau, đặc biệt là về sự què cụt của nền báo chí cách mạng định hướng cộng sản tại Việt Nam hiện nay. Tại diễn đàn bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Bảo nhận định các mạng xã hội quốc tế như Facebook hay công cụ quảng cáo của Google là trở ngại, thách thức lớn nhất trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền. Đây là hình ảnh ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông nhấn mạnh Facebook và Google khiến vấn đề vi phạm bản quyền tác giả ngày càng trầm trọng, cản trở sự phát triển của báo chí chính thống. Giáo sư Mạc Văn Trang đã nhận định việc ông Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đổ tại mạng xã hội Google và Facebook là trở ngại lớn cho báo chí và mất nguồn thu, thể hiện một tư duy quản lý tắc tị. Giáo sư Trang viết tiếp như sau: nếu hai hãng này của tư nhân Việt Nam, chắc là ông sẽ trình báo tội của bọn chúng lên các cơ quan chức năng và công an sẽ đọc lệnh khám xét kết tội lũng đoạn gây hại cho hệ thống báo chí và vào tù cả lũ. Thời buổi thế giới phẳng, phải cạnh tranh sòng phẳng để sống chứ không cậy quốc doanh rồi bắt chẹt người ta được. Qua bài báo viết của mình, giáo sư Mạc Văn Trang cũng đề xuất 3 nội dung mà báo chí Việt Nam cần sửa đổi để nâng cao tính cạnh tranh. Đây là hình ảnh trụ sở của Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, báo chí phải nói sự thật, diễn đạt nguyện vọng của nhân dân. Thứ hai là phải giảm biên chế tối đa, tổ chức thật gọn nhẹ, hiệu quả, chứ không thể cồng kềnh bộ sậu một lũ như Báo Nhân dân, lấy gì thì nuôi nhau nếu không mút từ ngân sách. Thứ ba là tổng biên tập và các phóng viên phải thật giỏi và dám dấn thân vào cuộc sống, lăn xả vào các sự kiện nóng bỏng như vụ Đồng Tâm và dũng cảm nói lên sự thật khách quan. Ví dụ như vụ Đồng Tâm, không có phóng viên nào bén mảng đến và có tờ báo nào có bài điều tra độc lập không, hay toàn chép lại 100% thông báo của công an mà thôi. Bài viết của giáo sư Trang cũng nhận được nhiều sự đồng tình của nhiều trí thức và nhà hoạt động xã hội. Một số ý kiến cho rằng nhận định của Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam thể hiện cái nhìn lạc hậu so với tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin, sự chậm tiến với xu hướng phát triển của thế giới, sự chối bỏ thành tựu khoa học của nhân loại. Tài khoản Facebook Thế Việt Nguyễn thì bình luận như sau: tại sao ông này không nói cỗ máy hơi nước đã phá mất cái nghề kéo cày của con bò? Còn tài khoản Facebook Trần Bang thì gọi ông Hoàng Vĩnh Bảo là thứ trưởng bao cấp và so sánh với việc ông Lê Mạnh Hà, giám đốc Sở Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đổ tại điện thoại tích hợp internet của công ty Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long khoảng năm 2004 đến năm 2008 làm mất doanh thu của ngành bưu điện. Một số người thì bình luận nguyên nhân sâu xa của việc báo chí Việt Nam bị đánh bại bởi các nền tảng truyền thông hiện đại bắt nguồn từ bản chất của chế độ chính quyền cộng sản toàn trị, sinh ra một nền báo chí què cụt mà Đảng thường ca ngợi là nền báo chí cách mạng vĩ đại. Đây là hình ảnh Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Hải Phòng. Tài khoản Facebook Nguyễn Tiến Trung thì nhận định như sau: sự thật là giới cai trị xạo để phục vụ cho mục đích tuyên truyền lừa mị dân. Dân không tin báo chí chính thống nữa thì phải đọc tin chỗ khác thôi. Lối thoát cho báo chí là chấm dứt nghĩa vụ tuyên truyền cho một đảng chính trị nói sự thật. Báo chí tư nhân phải được thành lập, cũng như lối thoát cho ngành tòa án là xét xử độc lập và chỉ tuân theo luật cũng như hiến pháp quy định, chấm dứt sự chỉ đạo lãnh đạo của một đảng chính trị trong xét xử. Còn tài khoản Facebook Nguyễn Tiến Nam cùng đồng tình khi bình luận như sau: báo chí toàn nói một chiều theo định hướng nên chẳng ai muốn xem, còn mạng xã hội thì đa chiều lại nhanh chóng cập nhật từng phút từng giờ. Còn tài khoản Facebook Hương thì bình luận: sao ông thủ trưởng không tự hỏi bên Mỹ hay các nước khác họ cũng dùng Facebook, Twitter và Google mà báo chí của họ có chết đâu, hay tại vì các ông bị cấm khẩu chỉ vì biết nói theo định hướng và trông chờ vào ngân sách nhà nước thì chết là do lỗi tại ai? Người dân người ta có quyền lựa chọn nguồn thông tin và truyền thông nào mà họ yêu thích và trung thực để
thì họ sử dụng. Vì thế mà cả mạng xã hội và truyền thông, báo chí đều sống khỏe, tồn tại cùng nhau. Theo tôi quan sát từ bạn bè, người thân hay ngay cả gia đình, tôi cũng đều sử dụng Facebook, Google và mua tải các ứng dụng của các hãng báo chí mà chúng ta yêu thích và tin tưởng. Người dùng Facebook tên là Nguyễn Cảnh Thúy thì bình luận tiếp như sau: nếu ông thủ trưởng là người có tâm với đất nước thì phải chất vấn hệ thống báo chí với hơn 800 tờ báo, 15.000 phóng viên tiêu tốn hết bao nhiêu tiền ngân sách nhà nước mà để cộng đồng quay lưng lại không thèm đọc. Nhiều phóng viên đã dùng báo làm công cụ kiếm tiền, đe dọa, ức hiếp doanh nghiệp. Và phải biết cảm ơn mạng xã hội đã lên tiếng kịp thời giúp đỡ lãnh đạo xử lý nhiều vấn đề hợp lòng dân mà báo chí không làm được, như dừng dự án ba đặc khu, đất Thủ Thiêm, xét xử Hồ Duy Hải, v.v. và gần đây là vụ sách giáo khoa lớp 1. Và sự việc khiến dư luận nhớ lại việc Hội Nhà báo kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ cho báo chí do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào hồi tháng 4 vừa qua cũng đã gây bức xúc trong dư luận. Đây là hình ảnh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cho rằng Hội Nhà báo đã đánh mất liêm sỉ khi tiến hành hành động này. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc mang đến đại họa cho toàn thế giới. Tại Việt Nam, toàn quốc đã phải cách ly, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trong khi vẫn phải chi trả lương và tiền thuê mặt bằng. Các trường học đóng cửa, kéo theo hàng vạn giáo viên nghỉ việc, không có lương. Cả xã hội chịu tổn thất vô cùng to lớn, chưa thể tiên lượng. Ai ai cũng đau đớn, hứng chịu tổn thất vì bỗng dưng con virus Vũ Hán Trung Quốc mang đến đại họa. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị lỗ nặng, hàng vạn doanh nghiệp đối mặt với phá sản và phải đóng cửa. Hàng chục vạn người không có lương, hàng vạn y bác sĩ đang lăn mình ngày đêm chống dịch. Tất cả im lặng chống chọi, không ai kêu cứu. Thế mà bỗng dưng, Hội Nhà báo Việt Nam lại một mình lẻ loi viết đơn kêu cứu chính phủ. Tiến sĩ Chu cũng bàng hoàng sửng sốt không ngờ tri thức xã hội chủ nghĩa và đảng viên ưu tú ở lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam lại có liêm sỉ ở mức độ này. Ông nhận định là thành viên trong xã hội, bất cứ ai cũng sẽ được hưởng sự trợ giúp từ giải pháp của chính phủ. Hội Nhà báo Việt Nam chưa phải là nơi khó khăn nhất để người đầu tiên phải viết đơn kêu cứu. Trong khi dư luận càng lên tiếng đấu tranh cho một nền báo chí tự do, thì chính quyền Cộng sản ngày càng tìm cách kìm kẹp báo chí trong nước, phục vụ chế độ toàn trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua đã trình chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 159 về xử lý xử phạt trong lĩnh vực báo chí xuất bản, trao thêm thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với báo chí trung ương cho các địa phương. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giải thích mục tiêu của việc sửa đổi này là để các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ và mục đích. Theo dự thảo, lãnh đạo các cơ quan báo chí sẽ bị phạt nếu ký giấy giới thiệu cho phóng viên đi tìm hiểu vấn đề không nằm trong tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng gửi khuyến cáo cho các bộ ngành liên quan về việc cung cấp thông tin cho báo chí phải đúng tôn chỉ và mục đích. Bộ này tiến tới việc thành lập đoàn kiểm tra một số tạp chí lợi dụng tự do báo chí để hoạt động trái pháp luật. Cũng theo bộ này, nạn đánh hội đồng, xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự cá nhân, chủ yếu là lãnh đạo vẫn là vấn nạn nhức nhối. Giới hoạt động xã hội cũng nhận định đây là một quy định siết cổ báo chí, thể chế hóa việc siết chặt báo chí quản lý theo đúng tôn chỉ mục đích của họ. Một nhà báo kỳ cựu, nguyên là phó tổng biên tập một tờ báo lớn của Việt Nam nhận định theo quy định mới này sẽ khiến báo chí chính thống trở nên vô cùng khó khăn để tồn tại. Quy định này đi ngược với tự do ngôn luận và hoạt động nghề nghiệp của nhà báo. Chỉ có Việt Nam mới có ban tư tưởng, tức là ban tuyên giáo trung ương. Bên vụ báo chí thì có vụ quản lý báo chí, công an thì có an ninh tư tưởng. Các cơ quan đều có nhiệm vụ bóp nghẹt tự do báo chí, tự do ngôn luận để kiểm soát hoàn toàn về mặt tư tưởng. Vì thế mà Việt Nam luôn nằm trong các nhóm nước xếp hạng thấp nhất về tự do báo chí. Việt Nam hiện đứng thứ 175 về tự do báo chí trong tổng số 180 nước, theo xếp hạng vào năm 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, đứng trên Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nhưng đứng sau ba nước Cộng sản anh em là Cuba, Lào, Campuchia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thua truyền thông lề dân, Thứ trưởng Việt Nam lên án mạng xã hội.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.